Người ta nói thằng Phúc nó cưới phải con vợ cây độc không trái, gái độc không con. Bác sĩ nói tao bị vô sinh. Con có ý phải đó mà cô mang thai được, cô đẻ được cho nhà tôi một đứa cháu nội thì tôi đâu có phải làm như vậy. Được mẹ cưng chiều quá, nó làm lần đúng không? Im đi. 2-3 tháng nữa mà cô không có rụt rịch cục cửa, không có sinh nở gì được cho tôi, đứa cháu nội ẩm bồng á, tôi trả cô về bên đó cho cha mẹ cô. Còn mày á, lấy con khác. Xong chưa chị hai? Xong rồi nè. Ngồi đó mày sai không à? Không xuống phụ chị hai mày, hối hối hối. Mẹ, con hai kìa, ỷ có vợ rồi, cái hỏi gì chút cái la em gái mình. Bớt binh vợ lại đi. Tối ngày binh. Đẻ con ra không nhờ được gì hết trơn á. Nó lo cho vợ nó không à. Nè mẹ, trời đất ơi, cái gì mà mặn chát vậy hả? Con thấy cũng ngon mà mẹ. Mày á, vợ mày nấu cái gì mày cũng ngon hết á. Nhà này đâu có thiếu tiền đâu. Cô đi chợ á, cô muốn mua cái gì cô mua, cô muốn nấu cái gì cô nấu. Tôi đâu có nói nặng nói nhẹ tiếng nào. Làm gì ngày nào cũng ăn đậu hũ dồn thịt, rồi thịt kho trứng, rồi gà kho sả. Nhà mình giàu quá mà chị hai cứ đi chợ mấy cái món này hoài á, con nghĩ á, chắc chị hai giếm tiền á mẹ. Nói cái gì kỳ vậy hả? Nói vậy là sao? Thì em nói gì đó không có thì thôi, làm gì dữ vợ. Thì nhiều khi vợ con muốn tiết kiệm tiền cho gia đình thôi, với lại con thấy mấy món này đâu có giống hôm qua đâu. Ngày nào nó cũng cho tao với ba mày ăn vậy hết á. Dâu con của người ta thấy ham. Dâu con nhà này á, bữa cơm nấu cũng không xong nữa. Tức nhất là cái chuyện sinh cho tôi một đứa cháu nội ẩm bồng, nở mặt nở mày với người ta cũng không được nữa. Nói tới nó là cái mặt nó chậm dầm một đống vậy đó. Có đẻ con mà nó cũng không làm được nữa. Mẹ, mẹ con nói đúng đó. Ba nhiều khi ba nhục nhã. Ba mắc cỡ lắm. Ba, cái chuyện sinh đẻ là cái chuyện của vợ chồng con. Đi ăn tiệc tùng mà gặp người ta, người ta cười vô mặt ba. Nhà này á không có thiếu cái gì hết, của cải tài sản theo, không có thiếu thốn gì cả, ngoài đứa cháu nội. Ngoài đứa cháu nội. Ba mày nói đúng rồi. Mà cũng tại ông á, cái hồi nó mới dẫn về á, tôi nói ông rồi, nhìn cái tướng đó là tôi biết không có đẻ đái gì được rồi. Người ta nói á, mua heo thì chọn nái, mua gái thì chọn vòng. Bà xui cái bển á, bà có đẻ được đâu, có một mình ên nó đó, mà còn là con gái nữa. Người ta nói thằng Phúc nó cưới phải con vợ cây độc không trái, mà gái độc không con. Ba à, ba là em Nhu, chị quen ước lắm gì chị khóc vậy? Nhà này đâu có ai làm gì tội tình chị đâu. Rồi chị coi cái mặt của chị kìa, làm như gia đình em ức hiếp chị lắm vậy á. Ăn cơm mà nước mắt nước mũi gì ngon lành gì nữa. Chị xin lỗi. Xin lỗi gì mà xin lỗi, ăn cơm hết ngon rồi. Thôi con lên nhà nó nha. Nè, đứng lại đó, nghe không? Nè, 2-3 tháng nữa mà cô không có rụt rịch cục cửa, không có sinh nở gì được cho tôi, đứa cháu nội ẩm bồng á, tôi trả cô về bên đó cho cha mẹ cô. Còn mày á, lấy con khác. Thiếu cha gì gái biết đẻ, biết sinh con. Cái thứ này á, không có giữ. Tao nói thiệt nha, liệu đó. Thôi, em đừng có khóc nữa. Chắc ba mẹ giận. Ba mẹ nói vậy thôi chứ không có sao đâu. Em mà anh ơi, ba mẹ có trả em về thiệt không nhỉ? Có đâu, em khờ quá à. Có anh ở đây nè, em đừng có lo. Anh đừng bỏ em nha. Bỏ em đâu. Đi. Dạ thôi con không uống đâu, hôm bữa con uống con đau bụng lắm mẹ ơi. Mẹ ơi,
ý là chị nói là mẹ cho chị uống tầm bậy tầm bạ để đau bụng á hả? Không phải, chị không có ý đó. Nhưng mà hôm bữa con uống con khó chịu lắm. Trời ơi, cái này là thuốc quý. Tôi phải đi chín xe 10 núi đó, thỉnh của cái ông thầy nổi tiếng lắm luôn á. Bao nhiêu người uống, ai uống xong cũng đậu thai hết trơn á. Đem về cực khổ, nấu lên rồi giờ không uống là sao? Bây giờ con dâu được cưng quá riết rồi xưng hư á mẹ. Học bởi vậy á, không có xem mẹ ra gì hết trơn. Xem là nói của mẹ như là như rơm, như rác vậy đó. Không phải vậy đâu. Không phải vậy á thì thôi chị uống đi. Mẹ ơi, con xin mẹ con không uống đâu, hôm bữa con uống con bị đau bụng. Trời ơi, hôm bữa đó là khác, bây giờ khác. Cái này tôi nấu kỹ lắm rồi. Nhưng con không uống đâu mẹ ơi. Thời đại bây giờ người ta đi bác sĩ chứ người ta đâu có tin vào mấy cái thầy thuốc mà bùa này nọ đâu mẹ. Trời đất ơi, bùa phép cái gì? Cái này là thuốc đàng hoàng. Hồi xưa đó, tao có bầu Phúc á là cũng nhờ cái thuốc này nè. Bây giờ uống đi. Thôi mẹ ơi, con không uống đâu. Bây giờ con uống không? Con xin mẹ con không uống đâu mẹ nè, ơi nè. Dễ sợ luôn. Làm như là mẹ cho chị hai uống thuốc độc vậy đó mẹ. Bởi vậy, bộ tôi khùng tôi điên hay sao mà tôi cho cô uống ba cái tầm bậy tầm bạ. Con không có ý đó. Phải chứ mà cô mang thai được, cô đẻ được cho nhà tôi một đứa cháu nội thì tôi đâu có phải làm như vậy. Uống đi, cầm. Nhanh. Mẹ nè, uống vô. Ai ơi, mẹ có con thì phải uống. Mày chết kìa, mày làm cái gì vậy hả? Em chỉ muốn tốt cho vợ chồng anh chị thôi mà. Tôi nhờ tao uống cái gì vậy hả? Thì thuốc giúp cho vợ chồng anh chị có con á. Là sao mẹ? Tao phải đi lên trên núi á, hốt của người ta đem về nè, sắc cho nó uống, cho nó nhanh có con. Bây giờ thời đại nào rồi, mẹ còn cho vợ con uống mấy cái thuốc bậy bạ này. Lỡ vợ con bị cái gì rồi sao hả? Thuốc gì mà bậy bạ? Hai vợ chồng con đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ nói rất là bình thường, từ từ rồi vợ chồng con có con. Anh có thấy mẹ cực khổ đi tìm thuốc cho vợ chồng anh không? Rồi còn chị nữa, được mẹ cưng chiều quá rất là làm lừng đúng không? Im đi. Im cái gì bà em? Từ từ là chừng nào hả? 3 năm rồi, suốt ngày cứ từ từ nè. Tôi nói cho mấy người biết nghe chưa, 2-3 tháng nữa mà không có cái gì hết á là tôi đuổi cô về bển cho ba má cô đó. Dạ con biết rồi mẹ. À còn mày nữa? Gì em nữa? Cho chị hai uống cái gì bậy bạ nữa coi chừng tao đó. Nè, mày dằn mặt tao đó hả? Dạ không có. Vô em. Hết biết nói. Rồi chén thuốc này sao mẹ? Mày uống đi. Ủa nhưng mà sao mà uống được? Rồi thì uống đi rồi mày mốt lấy chồng là mày đẻ con là vừa. Mẹ. Em lại không có con nữa. Em sợ lần này là mẹ nói thật á. Nếu mà lần này em không đậu thai nữa chắc là mẹ sẽ kiếm vợ mới cho anh. Em đừng có nói như vậy. Anh sẽ không để cho mẹ làm như vậy đâu. Anh chỉ thương có duy nhất một mình em thôi. Em yên tâm đi, nhất định anh sẽ có cách. Em sẽ có thai trong thời gian tới. Có một người bạn ở bên ta chính là một điều thật quý giá. Vì tôi thấy lòng người sống quá vội vàng, sống quá vô tâm. Tôi chẳng biết mọi người tính toán làm gì. Rồi ra nhậu làm gì mặt u sầu quá vậy? Khang à, thật ra hôm nay tao hẹn mày ra đây ăn là có chuyện muốn nhờ mày. Tao với mày thân tao từ lúc nhỏ, có chuyện gì điện thoại nói thôi, cần gì phải điện thoại ra đây không? Tao muốn nói chuyện trực tiếp, tại vì chuyện này cũng khó nói lắm, với lại nó rất là quan trọng đối với tao. Tao với mày không có gì khó nói hết trơn. Nè, thân như anh em ruột vậy mà khó nói gì? Có gì nói đi. Trước khi tao nói, tao muốn mày hứa. Mày có nhớ ngày xưa anh em mình không? Không có khó khăn nào mà anh em mình không vượt qua được hết. Và hai thằng có một lời hứa đó là bất cứ khi nào đứa kia gặp chuyện gì thì cũng sẽ đều giúp đỡ hết mình. Mày có nhớ lời hứa đó chứ? Sao không có. Lời hứa tao với mày á, năm đại học đó cũng chính là lời hứa đó. Tao báo mày biết nha.
Phương Khánh tao cũng thương nữa đó. Nhưng chính vì lời hứa anh em tao với mày từ lúc nhỏ nên tao làm lơ luôn á. Nếu không tao là đối thủ cạnh tranh ngang hàng với mày luôn á. Không dễ dàng gì mà cua Khánh được chiếc tay tao đâu. Cảm ơn mày nha. Nhưng mà hôm nay chuyện này có vẻ khó hơn. Không có chuyện gì khó hết. Anh em mình từ lúc không có gì tới lúc có tương lai sự nghiệp hết mà. Có gì có thể ngăn cản được hai anh em mình hết á. Có gì cứ nói. Mày hứa là mày giúp tao nha. Sẵn sàng. Giúp mày cái quan trọng á. Lên dầu sôi xuống biển lửa tao sẵn sàng hết. Tao không cần những chuyện đó. Thật ra thì tao vừa đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói tao bị vô sinh. Bác sĩ khám đúng không? Mày có tới nhiều bệnh viện chưa? Chứ tao thấy mày khỏe mạnh bình thường mà. Tao đã đi nhiều bệnh viện rồi. Kết quả vẫn như vậy. Mà mày biết đó, ba mẹ tao rất là cổ hủ, rất là sĩ diện. Nhưng mà bác sĩ có nói hết cách không? Hay là mình có tìm nhiều phương án chưa? Hèn gì 3 năm qua mày cưới Khánh, tao thấy mày với Khánh chưa có cháu nữa. Tao đã tìm đủ mọi cách rồi. Bác sĩ nói hoàn toàn không có khả năng sinh con. Mà mày tao biết ra ba mẹ mày với Khánh biết chưa? Vậy để tao gắn về quê tao hỏi có mấy cái phương thuốc mà gia truyền đó, con có cách nào giúp mày không nha? Không được đâu Khánh. Tao đã tìm đủ mọi cách rồi. Tao tìm đủ mọi bác sĩ rồi. Tất cả đều bỏ tay. Không có cách nào cứu chữa đâu. Tao muốn nhờ mày cùng với Khánh sinh con cho tao.